Thưa quý vị, lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết Việt Nam hiện có khoảng gần 8 triệu người mắc các bệnh về gan và viêm gan. Tuy nhiên, nhiều người trong số đó thì lại không biết mình mắc bệnh. Đến khi có những triệu chứng như là vàng mắt, vàng da hay là bụng trướng mới đi khám thì đã muộn, đã chuyển sang xơ gan và ung thư gan. Theo thống kê tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thì trung bình mỗi tháng có khoảng 9.000 người đến cả hai cơ sở khám viêm gan. Trong đó khoảng 250 người bệnh nặng phải nhập viện điều trị. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, qua thống kê, tỷ lệ đến viện là rất thấp, điều kiện người dân nghi mắc bệnh đi xét nghiệm là không cao, đặc biệt là vùng nông thôn. Hiện số tiếp cận xét nghiệm chỉ bằng 1/10 số người mắc và số tiếp cận được điều trị chỉ bằng 1/10 số đi xét nghiệm. Cùng với đó, tỷ lệ tiêm phòng vaccine viêm gan B cho trẻ em tại Việt Nam năm 2018 vẫn còn dưới 10%, kể cả liều 24 giờ sau sinh. Theo các chuyên gia y tế, cần phải tăng cường số lượng trẻ được tiêm vaccine để tiến tới mục tiêu loại trừ viêm gan vào năm 2030. Bên cạnh đó, người dân cần khám sức khỏe định kỳ, không uống rượu và thực hiện sàng lọc viêm gan. Trừ thứ 7, chủ nhật.